Chào các bạn, video này mình quay một chiếc máy bay có màu sắc rất sặc sỡ. Có lẽ đây là chiếc máy bay có màu sắc sặc sỡ nhất từng đến sân bay Nội Bài. Đây là một chiếc máy bay chở hàng của Trung Quốc. Và nhìn chiếc máy bay này là mình nhớ đến màu sơn và cách thức trang trí của một số loại xe thiết giáp của Trung Quốc. Đây là một chiếc Boeing 737-300 của hãng Central Airlines, một hãng hàng không vận tải hàng hóa của Trung Quốc. Chiếc này cũng mới đến sân bay Nội Bài thời gian gần đây. Theo dữ liệu trên trang web planespotter.net thì chiếc máy bay này đã có tuổi đời hơn 29 tuổi và từng là máy bay chở khách trước khi được chuyển đổi sang máy bay chở hàng. Trung Quốc cũng có nhiều hãng hàng không vận tải hàng hóa có quy mô nhỏ và sở hữu các chiếc máy bay rất cũ. Chiếc máy bay này cũ đến mức có lẽ nó không được trang bị bộ phát đáp công nghệ ADS-B nên không hiện trên phần mềm Flight Radar 24. Chiếc Boeing 737-300 đang tiến vào đường băng cất cánh 11 trái của sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này sử dụng hai động cơ CFM56. Tuy nhiên tiết diện của động cơ không phải là hình tròn mà hơi dẹt ở phía đáy. Do ở chiếc 737 thì các động cơ này treo khá gần mặt đất. Chiếc 737-300 của Central Airlines đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Quãng đường chạy đà của chiếc máy bay này cũng khá ngắn. Có thể là nó chủ yếu chở hàng đến, nên khi trở về thì máy bay nhẹ. Còn đây là lúc chiếc máy bay này hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Lúc này trời không được nắng đẹp như khi cất cánh. Có lẽ đây chỉ là các chuyến bay chở hàng thường lệ. Cách đây vài hôm thì còn có một chiếc máy bay khác đặc biệt hơn rất nhiều của Trung Quốc hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Đó là chiếc máy bay vận tải quân sự Y-20 lớn nhất của Trung Quốc. Chiếc này có tải trọng hàng hóa lên tới 55,5 tấn. Nó vận chuyển 200.000 liều vaccine phòng Covid-19 của Trung Quốc tặng Việt Nam. Sau chuyến bay này thì chính phủ Trung Quốc còn tuyên bố sẽ tặng Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 nữa. Thì không rõ là sau này họ còn sử dụng loại máy bay vận tải quân sự này để vận chuyển vaccine nữa hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.